xin chữ là một nét đẹp truyền thống, bởi người dân quan niệm xin chữ ngày xuân mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Và đối với chàng trai Mỹ Elijah Levenscap, sinh viên năm 2 khoa Việt Nam học, trường Đại học Hà Nội, đây là một cơ hội tốt và là một trải nghiệm thú vị khi được tìm hiểu về phong tục xin chữ trong dịp đầu xuân năm mới. Nhân dịp này, Elijah cũng xin chữ cho bản thân mình với hy vọng năm mới này những điều cậu mong muốn sẽ đến. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình Tết cổ truyền của Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui, đặc biệt tôi rất ấn tượng với phong tục xin chữ đầu năm của người Việt. Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Hôm nay tôi đã xin chữ bình an và tôi hy vọng rằng bình an sẽ đến với tôi, gia đình và bạn bè mọi người trên thế giới. Cũng giống như nhiều bạn sinh viên nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, bạn Onishi Kana đến từ Nhật Bản cảm thấy rất may mắn khi được tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, mà đặc biệt là ngày Tết của người Việt. Ấn tượng nhất trong dịp này đối với Kana đó chính là gói bánh chưng, một món ăn truyền thống của Việt Nam trong mỗi dịp Tết. Vì vậy, Kana đã rất hào hứng khi được tham gia gói bánh chưng. Tham gia được sự kiện này và điều ấn tượng nhất là gói bánh chưng. Bánh chưng thì làm rất là công phu và rất thú vị. Và em biết được là một bánh chưng là món ăn và truyền thống và không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt Nam. Trong chương trình, hàng trăm sinh viên nước ngoài đã tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, cướp cờ, nhảy sàm, học gói bánh chưng, làm nem rán, đồng thời tham gia tìm hiểu bữa cơm truyền thống của người Việt trong dịp Tết. Tôi mới học tiếng Việt tại trường Đại học Hà Nội được một tháng, nhưng tôi thấy văn hóa Việt Nam rất hay và tôi rất thích. Hôm nay được tham gia nhiều hoạt động tại trường, tôi rất vui. Vừa rồi tôi còn được nhảy sạp, tôi rất ấn tượng chương trình này. Trong số hơn 1.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường Đại học Hà Nội, thì năm nay có khoảng hơn 200 sinh viên ở lại Việt Nam đón Tết vào dịp này. Hoạt động Tết Việt là hoạt động thường niên của trường Đại học Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh Tết Việt, văn hóa truyền thống của người Việt, các phong tục tập quán nhân dịp Tết đến với lưu học sinh quốc tế. Chương trình Tết Việt đã mang đến những trải nghiệm thú vị với các sinh viên nước ngoài để nhớ và yêu hơn Tết cổ truyền nói riêng và đất nước con người Việt Nam nói chung. Tết Việt không chỉ mỗi người dân đất Việt hướng về Tổ quốc, hướng về nguồn cội cha ông. Đây còn là dịp đưa những nét đẹp truyền thống hàng nghìn năm qua tới bạn bè quốc tế.